Chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của tôi. Hiện tại bây giờ là đang tắc đường các bạn ơi. Thì đi ngắm con máy kia làm việc tí. Bây giờ anh em tôi đã 11 giờ chưa biết ăn cơm ở đâu đây. Các bạn đi theo tôi đi xem con máy kia một tí nhá. Hả? Đi bộ đi á? Đi luôn á? Đây các bạn, một đoàn đang tắc đường, đang sửa đường ấy. Bao nhiêu ngày đang chờ sửa đường ấy. Bây giờ đang sửa đường. Đóng cửa lại đi kiếm ăn đã. Bây giờ là đi xem con máy kia hoạt động một tí các bạn nhỉ. Còn đồng hoàng lắm, chơi đồng hoàng lắm. Không vội chứ bọn anh đâu. Dậy đi kiếm ăn ơi. Hả? Đấy các bạn, con máy này là khỏe kinh khủng luôn. À, nó xem làm đường nó làm mới ở đây. Chắc đây, làm đường. Làm đường đường mới. Đi tức tăng đi bộ nhá. Có cần em lấy xe máy ra đó nào? Hỏng ăn rồi. Mẹ anh Thành mẹ lại sắp đến đổ con mẹ rồi. Mẹ biết. Thành á? À? Hả? Thành đổ đó, đổ dưới này. Rồi đi kiếm ăn thôi. Ngay chỗ cái quán nhỏ chỗ này mà. Tắc đường thì tại cái đường bạn các bạn nhá. Các bạn thấy con máy kinh khủng không? Máy này. Thành nhanh lắm. Cả xe máy còn tắc đây rồi, ô tô. Mày sợ bệnh à em, cứ bệnh khẩu trang đấy. Quay cái gì? Lo mà chữ. Nói thế lên video của anh nó không hay. Đấy các bạn nhìn thấy cái máy xúc này to, siêu to khổng lồ không? Đã man luôn đấy. Không làm à? Hai người mượn máy à? Không, em giờ chơi. Bây giờ lên quản lý à? Lên quản lý à? Được đấy. Ít làm đấy. Mai anh đi chuyển lái máy rồi, thôi không lái xe nữa. Đoạn đường này bao nhiêu video rồi? Của anh thôi anh Thanh à. Xe 51 cũng cái chân bên đấy nó cũng bay một miếng kiểu. Kiểu kiểu nào. Của ông Thành còn vứt luôn cái lốp, mình vứt luôn cái lốp. Công nhận con máy này khỏe đấy. Komatsu là nồi đồng cối đá đấy. Chiều gọi điện báo trước đi anh. Báo rồi, đóng cơm rồi. Đi chỉ việc chén thôi. Nó đang nấu ở đây, đang làm đây. Hiện tại tắc đường trầm trọng các bạn ơi. Báo cơm đi ăn cơm nhà dân thôi. Ngắm con máy xúc này một lúc rồi đi. Cái gầu này không biết mấy khối nhỉ? Khối cả. Gầu này gầu của nó 500. À gầu này nhớ phải gầu 500 thôi, gầu đẻ thôi. Gầu 300. 150. Gầu 500 to. Trước làm trong mỏ cái gầu nó mới kinh khủng cả. Kia cái loại hổ vồ 20 mấy tấn kia chỉ có 5 gầu. Đẻ ạc. Chỗ này hổ vồ 20 mấy khối. Quả này chắc là ngon rồi đúng không? Còn này nó sống là thì nó phát được nước nó sống rồi. Đắp còn chán nữa xong. Em mua cái củ này bao tiền? Múc sướng kìa. Cái tay quay này. Hai chữ dưới cái này. Nó phải vẫn dùng tay. Dùng tay nó quay nó rung lắm. Này nó chống rung mà này. Cái này là nó sạc pin à? Sạc pin mà. Sạc trên xe này. Đây. Tao có cái củ bắt wifi kia hết đấy. Cài một khẩu cái gì.
nghịch quá. Tốp người đang đứng ở kia. Không thấy công an giao thông ra điều chỉnh đường nhỉ? Quyết phải đi làm ấy. Mày đi làm ấy, lên xúc đây. Cho mày lên YouTube. Nói đi bộ qua đâu chơi. À, nó làm xe máy đi đâu. Xe máy đi. Xe máy đi. Có cần khóa cửa không nhỉ? Không cần đâu nhỉ? Cần kéo đây. Để đào khóa. Tiền để lên đấy mấy tỷ đấy. Tiền không quan trọng là mất đi cái gì vậy? Cái lùa đất nó bị lung lay rồi này. Quả trái đất thì bình thường lắm. Đi đi. Máy nó đi đó. Đấy các bạn nhìn thấy máy này làm nó có đá. Sướng thật. Quên mình lái chung con này luôn à. Hai người mượn máy sướng thế gì nữa. Lái máy sướng rồi. Lái máy sướng rồi. Không có chính chỉ lái máy mà, nhưng mà đéo biết lái thôi. Người mới lên thì các bạn nói làm. Thế mày lên siêu phụ còn gì nữa? Chơi thỉnh thoảng lại đi lái lu. À, có khi chuyển sang lái lu nhà nữa nhỉ? Lái lu nhà nó nhiều rồi, chúng ta là nấu chung lắm. Đây các bạn ơi, anh em chúng tôi chuẩn bị đi nhà dân ăn cơm luôn. Một bữa cơm gọi là cho người ta nấu cho đấy. Ơ anh hộ người ta đấy, ở tự mình ơi giời. Đứng ở đây làm gì, đứng nhìn à? Ngay đó, chị đi bộ một tí là ấy thế nhỉ? Cái kiểu mệt thế nhỉ? Đấy còn lại. Thấy Huy này khỏe nhỉ? Tám vào đâu bây giờ? Sau này chắc có khi dễ cua hơn đấy nhỉ. Xe co này chắc chịu á. Đây các bạn ơi, cái đường này chưa đi được nhá, tắc đường nhá. Tắc đường nhá. Không đi được đâu anh ạ. Chịu luôn. Chắc là phải chiều mới đi được. Hả? Có anh Huỳnh không đi ăn cơm rồi nhỉ? Hả? Anh Huỳnh ơi, gọi anh Huỳnh đi đi. Gọi được mà. Cùng nhau đi. Gọi này xe 51 kia gọi. Đứng ngoài. Rơi vào sáng là còn mấy cây nhỉ? Từ đây vào tầm kia còn 5 cây sao ấy nhỉ? 5 cây sao? 5-6 cây. 5 cây hả? Dạ. Phải dùng ra chứ. Tắt mẹ đường này nó đi được. Mấy 300 này ác ấy nhỉ. Chiều đi qua nó xong được. Lười thế nhỉ. Lại đi. Đất này thì không đủ. Em mà kia thằng em mà quyết đấy. Em của anh à? Ờ. Đấy, con xe này đang bó tay chấm com này. Chưa đi nổi đấy. Cua được cái này.
đánh ra đi mày. Tới đi. Khoan lùi của xe con. Con này dài phết nhỉ? Bán tải mà. Ờ, bán tải. 5 mét mấy. Lên đây, lên thoải mái đi. Thôi. Lắc cái này. Rồi bạn nhá, anh em các bạn ngắm máy xúc một tí nữa là đi ăn cơm nhá. Ngồi xe nhiều thi thoảng phải ngắm máy xúc tí các bạn ạ, cho đỡ buồn. Tầm gầu con này dài đấy. Đây là tầm chiều mới đi được các bạn. Tôi tầm chiều đi được, cái tầm này còn chưa lấp. Đoạn cống này chưa lấp này. Đấy. Còn một con. Con này hai cầu, a cái nhỉ, con này đời mới nhỉ. Minh nhỉ. Con này đời mới nhỉ. Cái loại này mới kinh lắm. Cầu dầu à? Cầu dầu ấy, cái này mà cài, có cả cài cứng mà. Này. Như cầu hổ gồ ấy. À. Là ma ơ của nó này. Nhưng mà con này phải cứng, nếu mà hổ gồ nó đánh lái được thì phải. Xin chào tất cả các bạn nhá. Hẹn gặp lại các bạn tập video tiếp theo nhá. Đây, hôm nay cho các bạn ngắm máy xúc một tí. Bên trên đường có gì hay tôi sẽ quay cho các bạn xem. Kênh của tôi là video tổng hợp của các bạn nhá. Các bạn thấy video tôi hay, vui lòng like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Rồi, quay dọc một tí này. Chào tạm biệt các bạn nhé. Xoan này to nhỉ.